Thì táo gai nhìn quả đây, mình ươm đây là 1 tháng rồi đấy. Khi mà cái cây nó đã bắt đầu bén rễ ra lá này thì là mình phải chỉnh sửa lại, tỉa lại những cái cành nào nó không cần thiết, ví dụ như là những cái mầm này. Cái mầm này nó ra chỗ này là nó không phù hợp, mình phải bấm nó đi đấy, bấm bớt nó đi để cho nó lấy dinh dưỡng, nó nuôi những cái tán mà nó, những cái tán mà mình cảm thấy nó có khả quan đấy. Trước mình cắt đây một cái tay, bây giờ lại mọc tiếp 2 cái tay mới nữa ở đây. Mình cũng chưa biết được là như thế nào, thì bây giờ tạm thời mình cứ bấm bớt những cái này đi. Những cái tay này nó còn đang lòe xòe, không hiểu cái tán này. Cảm thấy nó dài quá, cắt bớt đi nó tập trung dinh dưỡng. Tay này cảm thấy nó không hợp lý, mình vẫn vợ đây. Tay này cắt đi không cần thiết, nhiều cành quá. Cây nó bị bí cái cành này có khi là mình cũng phải thủ tiêu bớt đi, dài này cũng không được. Cắt giật đây. Cắt giật đây để cho cái tàn này nó mọc không ok, không đúng vị trí. Cắt vỡ đi. Tập trung dinh dưỡng là vào đúng cái vị trí này mình cần nuôi. Mình nghĩ là cái tay này phải nên bẻ xuống một chút thôi này, thì sẽ ổn hơn.
Cái tay này nó có cái vị trí này cũng chưa chắc đã phải là hợp lý, là phải có cái việc tháo ra. Tháo ra để kiểm tra lại cái vị trí này nó cũng không được hợp lý. Vị trí này nó cũng chưa được hợp lý. Để tiếp tục nuôi cái tay này, là mình cái tay này nên bỏ, cái tay này. Cũ cho nó lên một loạt mới, nó mình sẽ định này vừa được theo ý mình hơn. Đấy, một cái tháo gai thành quả mới lấy về, lấy về chiều nay thần lấy cho bạn xoắn này, vừa mới bôi keo xẻo sáng mai mình ươm trong này. Trong này chỉ còn một cây nữa. Trong này còn một cây nữa. Cần phải xử lý keo sẹo. Tất cả những cái đầu cắt này, sau khi cắt xong là phải xử lý keo sẹo ngay. Xử lý keo sẹo vào cái đầu vết cắt này nữa. Khuyến nghị tất cả các bạn khi cắt cành cũng như là mình cắt tay mình ấy, đứt tay mình phải buộc lại, không buộc nó chảy máu, chảy máu là khô máu là chết. Cho nên là khi chúng ta cắt các cái đầu cắt vết cắt này là xử lý keo sẹo ngay, không được để cây nó bị
tổn thương, thì cái tác phẩm của chúng ta sau này nó sẽ ok hơn. Cái này đã xong, tiếp tục em này. Hôm nay mình quyết định sẽ đưa em ấy ra và sẽ không chia tui nữa, quyết định sẽ bỏ lên đông. Hôm nay là không phải được 6 hôm rồi. Quyết định sẽ bỏ em này ra để kiểm tra lại những cái vị trí mà nó cần thiết đây, bổ sung thêm keo sẹo. Tất cả để nhìn thấy những cái rễ nó mọc rất là dài những cái thân này. Đấy, ví dụ như là bây giờ mình mà cắt cái cành này, đúng không? Cắt cái cành này, cắt đây. Đấy, thì mình sẽ ươm được một cây. Nhưng mà như thế thì nó sẽ làm cho cái cây của mình nó sẽ bị nhỏ dần đi, teo dần đi. Hạn chế cảm thấy dễ nó ra rất là dã man luôn, dễ ra mọc sai này. Cậu dễ tơ mà con này thì làm sao mà chúng ta dâm cành chẳng nên. Dễ này thì dâm cành sẽ nên, thì cái cây này mình sẽ cho nó ra ngoài tự nhiên này, môi trường trong nhà sớm hơn dự kiến nhé. Cái này mình một tuần mình tháo, cái này 6 ngày ra mầm, ra tương đối nhiều mầm. Các bạn thấy quan sát cách mình làm dễ nó ra này, dễ ra rất nhiều luôn. Đấy, 6 ngày dâm mà nó lên được như này thì dễ nó ra như này. Nếu như chúng ta để dâm nó ở dưới đất thì là nó sẽ ăn ở cái chất chồng, nó sẽ phát
phát triển bộ rễ này và nó sẽ trưởng thành những cái cây phôi mới. Cho nên nhiều nhiều anh em là người ta cứ 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 này rễ này. Nhiều anh em người ta cứ lăn tăn, cứ sợ là cái giống này về nó sẽ chết mà không. Đấy, nếu bạn làm đúng quy trình, bạn làm theo đúng quy trình thì không bao giờ chết được. Kể cả cái cây phôi này nó có bị khô, khô như một khúc củi vất đi nhé, thì tỷ lệ sống của nó vẫn còn. Nếu như mà mình làm theo đúng quy trình, tất cả các vết cắt mình phải, các bạn nhìn chưa, đấy rễ nó lên đến mức độ khiếp khủng, rễ nó lên dài này. Mình quay từ bên này cho các bạn xem, đấy, rễ nó dài và lên tầm 4 đến 5 cm. Rễ rễ này, rễ mọc trắng cây luôn đấy. Này, dâm cành nó lên 100% rồi đấy. Mình có một cái phôi mà cũng phôi táo gai này của một anh bạn, anh ấy bán cho mình, anh vận chuyển không hiểu sao nó tắc đường dịch dã, khi mà nó đến tay mình nó rơi vào tầm cũng phải tầm 1 tháng 15 ngày mình mới nhận được phôi. Thế mà mình dâm ở một cái chậu khác mình cũng đã thấy nó có hiện tượng đứt mầm, không ai nghĩ là cái gốc cây sống của bản thân mình cũng đã từng thử nghiệm rất là nhiều dòng phôi. Sẽ nó cứ đâm ra dài như thế này thì làm sao mà chết được. Đấy, kể cả cắt cành dâm cũng nên không được bỏ sót bất kể một cái chỗ nào. Các bạn chỉ cần nhìn thấy nó sứt ra là các bạn phải bôi keo vào là nó sẽ ok hết, sống khỏe hết. Mình mất thời gian một chút thôi mà. Giờ này nó kéo sẹo vào là lấp hết những cái vết cắt này đi. Vừa bảo vệ cái thân cây nó không bị mục. Đấy, cho nó phủ hết, lấp hết. Đây này, như cái này. Mình bôi keo sẹo vào phát là nó kéo ra, ra. Nó kéo ra ra là nó lấp hết. Đây là mới, trong vòng khoảng tầm 1 năm sau thì cái sẹo này sẽ phủ kín hết, không còn là còn những cái vết sẹo. Định hôm nay mở cái cây táo gai là để cho nó hấp thụ cái thời tiết bên ngoài.
Mình nghĩ cái cây này không có lý do chết, nó ra rễ dài như này, rễ từ trên thân không lý do chết, bỏ túi lông ra để hạn chế cái các cái rễ nó phát triển tiếp. Cái rễ non này nếu mình trùng túi lông mình bó đất rồi đấy, mình bó đất vào cái thân này, mình dựng một cái chai la vi vào đây, cắm đây thì lập tức cái rễ này nó sẽ ăn theo, sẽ ăn 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 theo cái chỗ nó có đất, nó đâm thẳng xuống đi chậu à, rồi sau thành rễ treo rất là đẹp. Các bạn nào mà có ý định tạo những cái kiểu dễ treo như thế thì là các bạn cứ làm nhé, các bạn cứ cho một cái chai navi đất đầy vào, xong bó vào cái đoạn thân này, bó vào đoạn thân này cái là nó dễ, nó dính vào đất thế là nó cứ theo đất là nó xuống. Cái rễ này nó gặp đất với gặp thuốc kích rễ dần dần nó ăn nó sẽ ăn dài xuống dưới chân chậu. Đấy là tác phẩm thứ hai của phôi táo đã sống khỏe. Đây là một cây mai vàng. Cây mai này thì mình cũng chưa ủ bao giờ cả, chưa trải nghiệm, nhưng là cái tỷ lệ sống của nó mình cũng không nắm được, mình không dám khẳng định, mình chưa làm bao giờ thì mình không dám khẳng định. Mình nghĩ là cái khả năng dâm ủ của mình thì cây, tất cả các cây nó đều phải sống. Mình tin vào khả năng của mình và tất cả những cái phôi sẽ sống, không có lý do chết. Thôi thì điện đây mình cũng mở ra mình coi tí. Cây mai này là mình sẽ chỉ là một cái thử nghiệm thôi. Đây là ba cái mai, đây gọi là mai đĩa này. Người bán người ta gọi là phôi mai đĩa, chẳng biết là đĩa gì, đĩa bay này hay là củi khô thì mình chịu. Đấy. Mình mua về thì những cái phôi như này mình cảm thấy như là nó cái tỷ lệ sống của nó chưa chắc là nó sống nổi. Nhưng mà đây là ba cái rễ mai đĩa rễ quái. Mình thử nghiệm lần đầu tiên, thử nghiệm cái giống này. Không tự tin đâu, ươm rất nhiều phôi rồi nhưng mà
tin, chưa thực sự tự tin vào cái những cái dòng ma như này. Chịu khó chấp nhận chờ chờ kết quả thôi, mình lại chùm ni lông lại và cất đi để đi nghỉ. Thôi, anh em ngủ ngon nhé. Quay lại cái táo cho các bạn xem lần nữa đấy, các cái rễ nó ra phải nói là quá dã man luôn, mọc kín thân. Cây này thì nó không được đẹp nhưng mà nó cái độ lắc của nó, lắc cái thân chủ của nó lắc rất là nghệ thuật. Hôm đầu là mình tính nha, định cắt cái này ra làm hai cây, mình cắt cái cành này đi. Mình sẽ cắt cái cành này đến đây và mình ươm cái thân này để làm một cây nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì phôi táo thì mình mua cũng nhiều nên là không cần thiết. Cả như nó dòng hiếm tìm không có phôi thì mình cũng nhân giống, nhưng mà phôi mua bây giờ thị trường bán nhiều không có tiết. Chào anh em nhé, chúc anh em ngủ ngon nhé.